giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mức cao nhất trong hơn 8 năm trong bối cảnh các nhà giao dịch khó có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và mưa lớn đang làm ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên mốc 475 đô la Mỹ một tấn hôm 4 tháng 6 vừa qua. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2012 so với mức 450 đến 460 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước đó. Trong khi đó thì giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đã giảm xuống 368 đến 373 đô la Mỹ một tấn so với mức 370 đến 375 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Ấn Độ cũng đã tăng mức giá thu mua của người nông dân trên cả nước thêm 2,9% đối với các giống lúa phổ biến trong mùa vụ mới. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên 490 đến 512 đô la Mỹ một tấn hôm 4 tháng 6 so với mức 489 đến 490 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng mức tăng này là do đồng bạc đã mạnh lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có 3 cấp bộ tỉnh sở tham gia và thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu của kỳ thi. Theo đó, năm học 2020, dù không được quy động trực tiếp coi thi, chấm thi, thế nhưng cán bộ giảng viên các trường đại học sẽ có mặt trong các đoàn thanh tra kiểm tra ở tất cả các khâu từ chuẩn bị kỳ thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi phúc khảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ riêng cho kỳ thi này. Tại địa bàn các tỉnh miền núi hay xảy ra mưa lũ, cần có phương án dự phòng để đảm bảo an toàn cho điểm thi, hỗ trợ thí sinh đến dự thi kịp thời. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp tới cũng sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi của tất cả các địa phương. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, tuần đầu tiên của đợt họp thứ 2 Quốc hội họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 6. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét quyết định trong tuần làm việc này. Theo chương trình kỳ họp được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ biểu quyết nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EVIPA, nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức, nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ được 4 người và tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán ốc trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 6, một nhóm thanh niên khoảng 200 người mặc đồng phục áo cam mang theo hung khí đã tấn công vào một quán ốc trên đường số 6, phường An Lạc, quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều người dân hoảng loạn. Sau khi gây náo loạn ở quán ốc này, nhóm người này tiếp tục di chuyển thành đoàn trên nhiều tuyến đường phố của thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều người dân chứng kiến không khỏi khiếp sợ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.